Nhật Nguyệt Đế quốc phương diện hiện tại đối với chúng ta rất xem trọng rồi, chỉ là trước mắt bọn hắn ở trong không rõ ràng lấn phương thức chiến đấu của chúng ta mà thôi. Cơ hội lần này càng là ngàn năm có một, không có Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư đoàn, bọn họ bị ảnh hưởng lớn nhất là tính cơ động, đã mất đi tính cơ động, cho chúng ta cơ hội thòng dòng rút lui. Sở dĩ vô luận như thế nào, chúng ta đều không thể nào bỏ qua cơ hội lần này, lần sau còn không biết lúc nào mới có tình huống này xuất hiện. Bối bối nhìn Vu Hạo mỉm cười rồi nói, tiểu sư đệ, xem ra người sớm có ý định rồi, kế sẽ đem ăn xuất đi. Hai mắt cầu Vũ Hạo nhắm lại rồi nói, chúng ta là muốn đối phó với không trung dò xét hồn đạo khí ra tay. Không trung dò xét hồn đạo khí này giá trị ngẩng cao, đắt đỏ. Hủy diệt một cái tựa sẽ khiến cho Nhật Nguyệt Đế quốc đau lòng. Hơn nữa chỉ có hủy diệt không trung dò xét hồn đạo khí, chúng ta mới có thể hoàn thành kế hoạch lần này đánh bất ngờ. Kế hoạch của chúng ta là như vậy. Ngay sau đó hắn đem suy nghĩ của mình cũng nói đơn giản một lần. Nghe hắn giảng thuật, mọi người nhào nhào gật đầu. Chỉ có Đường Vũ Đồng có một chút nhíu mày. Vũ Hạo, như vậy quá nguy hiểm. Nếu như người bị phát hiện rồi, như vậy người trực tiếp gặp phải liên động hồn đạo khí công kích. Mặc dù chúng ta đều vừa đối với người thực lực người có lòng tin, nhưng liên động hồn đạo khí này uy lực công kích quá lớn. Vũ Hạo lại nói, nếu như lệ nhá trở thành linh hồn của ta, ta đúng là không có bất kỳ nắm chắc. Nhật Nguyệt Đế quốc tinh thần dò xét hồn đạo khí phương diện có cứu đường tiến bộ, nhưng cùng với lệ nhã hoàn thành dùng hợp để cho tinh thần lực lượng của ta tiếp nhận nhập vi cảnh giới, có thể càng thêm hoàn mỹ bắt chước hết thảy xung quanh. Nhật Nguyệt Đế quốc các loại dò xét hồn đạo khí này muốn phát hiện ra ta khó càng thêm khó, chỉ là tinh thần dò xét hồn đạo khí mới có thể, nhưng tinh thần dò xét hồn đạo khí này có một vấn đề rất lớn là phạm vi dò xét có hạn. Trước mắt Nhật Nguyệt Đế quốc đối với tinh thần dò xét hồn đạo khí bố trí có thể nhìn ra, bọn họ trước mắt nghiên cứu ra loại này chỉ có thể tìm kiếm phạm vi chừng 500 thước. Giữa loại tình huống này chỉ là ta làm việc trên cao, chủ yếu nhắm vào không trung dò xét hồn đạo khí, mà không di động tầng trời thấp sẽ rất là khó bị phát hiện. Mà không trung dò xét hồn đạo khí này cùng với Nhật Nguyệt Đế quốc hồn đạo trận địa liên động mới là hiệu quả tốt nhất đấy. Bởi vì có đầy đủ không gian để cho hồn đạo trận địa này chặn đường đối với công kích của bọn nó, tầng trời thấp dễ dàng giải quyết hơn nhiều. Nghe Vũ Hạo nói liên tục, tất cả mọi người không khỏi âm thầm gật đầu, chỉ có Đường Vũ Đồng ánh mắt nhìn hắn thoáng qua có chút chần chờ. Được rồi, quyết định như vậy đi, Vũ Hạo, người nhất định là phải có chứng. Đối với chuyện này chúng ta ai cũng không giúp được người. Hết thầy xem an toàn làm trọng, một khi phát hiện ra không ổn lập tức đi ngay, cùng lắm thì chúng ta buông thả cơ hội lần này, Bối Bối lúc này dặn dò hắn. Vũ Hạo nhẹ gật đầu rồi nói, đại sư huynh yên tâm đi, ta nhất định sẽ coi chứng không một chút là phân tâm đấy. Nhật Nguyệt Đế quốc đối với không trung dò xét hồn đạo khí này quá có lòng tin rồi. Dù sao hành động lần này, bọn họ sẽ phát hiện ra chúng ta cũng không phải dựa vào thuyền chỉ là tiến hành di động với tốc độ. Đối với năng lực của ta sinh ra nghi hoặc, đã như vậy thì lần này để cho bọn họ đau nhức đủ thôi. Đường Vũ Đồng đi vào bên người của Vũ Hạo rồi nói, ta đi chung với người, hai người chúng ta cùng một chỗ cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Vũ Hạo lắc đầu rồi nói, không được Đường Vũ Đồng, lần này không sống, ta một người sẽ linh hoạt hơn nhiều, cũng càng không dễ dàng bị phát hiện. Ta hiện tại tinh thần lực lượng tù vi coi như là bị tinh thần dò xét hồn đạo khí quét hình đến đều sẽ không bị phát hiện, mà nếu như người ở đây một khi bị tinh thần dò xét hồn đạo khí cùng với chấn động dò xét hồn đạo khí quét hình cũng rất dễ dàng xuất hiện ra sơ hở. Yên tâm đi, ta nhất định là sẽ cẩn thận. Đường Vũ Đồng liền ngụ lút lầy vườn tay, bên hông của hắn nhéo một cái, có một chút uy hiếp nhìn hắn chằm chằm. Vũ Hạo lúc này bộ mặt cơ bắp quả quắt trở lại hạ xuống rồi nói, ngươi yên tâm đi, vì ngươi ta nhất định là sẽ coi chừng không có một chút phần tâm đấy. Đường Vũ Đồng nhẹ nhàng dựa vào trong lòng ngực của hắn rồi nói, ta chờ ngươi, chú ý an toàn đó. Ok ok. Vũ Hạo lôi kéo Hỏa Thái Đầu này thẳng đến phương hướng nhà kho. Bối Bối cũng lần lượt lập tức triệu tập ra ba mũi hồn đạo sư đoàn chuẩn bị chiến đấu, nhất là trọng phá hồn đạo sư đoàn. Đường môn hồn đạo sư đoàn thì ra mệnh lệnh của hắn hạ thẳng đến nhà kho vận chuyển cái gì đó. Sau lửa canh giờ này, Vũ Hạo một lần nữa hồi trở lại ra bên ngoài. Sắc trời đã hoàn toàn tối xuống, từ đằng xa nhìn ra Minh Đô thấy nhà nhà đốt đèn, không thể không nói rằng khối đại lục này đại nhất thành thị khổng lồ. Chỉ là người lần đầu tiên tới đây đều lưu lại ấn tượng khắc sâu, càng đêm cũng là Vũ Hạo thấy được đẹp mắt nhất đấy. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng rồi xin lỗi, đêm nay Minh Đô nhất định không bình tĩnh rồi. Lúc này đấy, trên người của Vũ Hạo đã đổi sóng băng cực chiến thần giáp, vầng sáng màu xanh đậm tinh thần lực cũng là dưới sự khống chế của hắn cũng không hướng ra phía bên ngoài khách tán. Cả người hắn phảng phất đều sát nhập vào trong đêm tối, tất cả khí tức lạnh vô cùng cũng không có lửa phản phóng ra bên ngoài.
Không cần Đường Vũ Đồng dặn dò, Vũ Hào cũng sẽ vạn phần cẩn thận. Hắn sinh tử của mình quan hệ đến ba bức hồn đạo sơ đoán. Vong linh bán vị diện là một thanh kiếm hai lưỡi. Chỉ cần hắn còn sống, bán vị diện tồn tại là có thể để cho bọn họ biến thành một chi xuất quỷ nhập thần bị kỳ binh. Chỉ khi nào hắn đã chết, như vậy thì đường môn mọi người cùng với 30 hồn đạo sư đoàn này cũng không cách nào rời đi khỏi vòng lịch bán vị diện. Vũ Hào không phải là không muốn chính mình đem mọi người phóng xuất ra, thế nhưng mà Nhật Nguyệt Đế Quốc Minh Đồ phụ cận, lớn như mọi người ra bên ngoài hết, rất dễ dàng bị phát hiện, càng không có khả năng cách Minh Đồ gần như vậy phát động kế hoạch. Do gì hắn đang bốc hết lên hiếm, không chỉ là vì một mình hắn mạo hiểm, mà là đại mạo hiểm cho mấy ngàn tên hồn sư, cùng với đại biểu cho nguyên tục đấu la đại lục Tam Quốc hy vọng cuối cùng, không khỏi hắn không cẩn thận. Băng cực chiến thần sáp trong người, Vũ Hào cảm giác được rõ ràng không ngừng có lòng lạc hồn lực. Vũ Hào cảm giác được rõ ràng không ngừng có lòng lạc hồn lực thông qua chiến thần sáp loại bỏ tuôn giả ác nhập thân thể của mình. Chiến thần giáp giống như là một bộ phận làn da của hắn, hơn nữa còn có cốt cách. Hắn ngoại trừ cảm giác được cả người mình đều thay đổi lớn hơn một vòng bên ngoài, cũng không có bất kỳ không thích ứng. Băng cực chiến thần giáp do hắn khống chế, cùng với lúc trước tuyết đế khống chế là hoàn toàn khác nhau đấy. Bởi vì muốn đem hình người hồn đạo khí này uy lực hoàn toàn phát huy ra được, nhất định phải dùng Vũ Hào tinh thần lực lượng đối với nó tiến hành khống chế. Tuyết đế đối với nó không đủ giải, chỉ có thể là sử dụng bản thân của nó tăng phúc cùng với phòng ngự mà thôi. Băng cực chiến thần giáp cách sau lưng chậm rãi mở ra, tương tự là cấp 9 hồn đạo khí, nhưng cùng với Vũ Hạo vốn là phi hành hồn đạo khí bất đồng, băng cực chiến thần giáp không tiêu hao hồn lực của Vũ Hạo, có thể mang theo hắn ở đấy vượt qua khỏi 7.000 phép không trung gió phát phi hành. Chỉ cần điểm này là trước mắt tất cả hồn đạo khí đều không thể làm được. Không trung nguy hiểm lớn nhất có hai cái, nhiệt độ siêu cấp cùng với hiếm bó không khí, mà băng cực chiến thần giáp đầu tiên đem cho nhiệt độ siêu thấp này yếu tố này bỏ qua. Bản thân của nó càng là có thể nhiệt độ thấp nhất hấp thu năng lượng đến phản hồi lại Vũ Hào. Hiếm bó không khí đối với những hồn sư này là chí mạng, thậm chí không cách nào khôi phục lại, nhưng đối với băng cực chiến thần giáp này mà không có vấn đề gì cả. Vũ Hào đã từng thử qua, thân mặc bộ hình người hồn đạo khí khi nằm bay vượt qua vạn mét không trung, chỗ đó đã hoàn toàn là một thế giới kia, cho dù không có sử dụng bất luận hồn lực thúc dục nào cả, hắn cũng sẽ không trụy lạc, mà là đang hiếm bó ở trong không khí lơ lửng. Cái loại cảm giác này thần kỳ cũng đáng sợ. Vũ Hào không biết rằng mình là người thứ nhất có thể bay đến cao như vậy, nhưng mà ít ra tại độ cao đó hắn không nhìn thấy bất cứ sinh vật nào tồn tại. Gión mũi chân sau lưng phi hành hồn đạo khí uy lực cũng là phóng thích. Một vòng hồn kỹ trà dấu xuống, Vũ Hào thông qua tinh thần gió xét mở đường, thừa dịp không có bất kỳ gió xét hồn đạo khí nào quét hình đến bên này, lập tức phóng lên trên trời. Băng cực chiến thần giáp có thể đò sóng toàn bộ nội hàm, Vũ Hào căn bản không cần phóng thích hồn lực. Chiến thần giáp này, bản thân của nó có thể mang theo hắn hướng không trung tình phí hành. Hắn cần là đem ý niệm của mình cùng với chiến thần giáp câu thông mà thôi. Thông qua ngàn mét đã đến độ cao này, tầng trời thấp dò xét hồn đạo khí đại đa số cũng đã mất đi hiệu quả. Vũ Hào tốc độ tăng lên như cũ đang kéo dài gia tăng. 2.000m, 3.000m, 4.000m và 5.000m. Một bước bay vụt đến độ cao 6.000m, Vũ Hào mới khống chế được băng cực chiến thần giáp ổn định lại thân hình của mình, lơ lửng ở giữa không trung. 6.000m không trung này, nhiệt độ rất thấp rồi, nhưng loại nhiệt độ thấp đối với băng cực chiến thần giáp mà nói, nhưng lại bổ sung rất tốt. Ở trong không khí mỏng manh tràn ngập bằng nguyên tố, băng cực chiến thần giáp loại bỏ hạ tự hành bổ sung, nó tiêu hao năng lượng, sau đó đem hấp năng lượng của mình chứa đựng, áp xúc, hơn nữa đem một bộ phận này phản hồi cho Vũ Hào. Trong nội tâm của Vũ Hào tán thưởng một tiếng, chính là tầng thứ siêu cấp đấu la. Nhật Nguyệt Đế Quốc mặc dù cũng đang nghiên cứu ra hình người hồn đạo khí, nhưng cũng là với tiện dùng cực phẩm này tài liệu chế tạo, hiện lão sư hao phí mấy năm tâm thần. Hơn nữa, chúng ta đều muốn cơ quan chế tạo ra siêu cấp hình người hồn đạo khí, bọn họ vẫn là kém một chút đấy. Vừa nghĩ, Vũ Hào đã bắt đầu hành động, tinh thần của hắn dò xét trình độ lớn nhất hướng ra phía bên ngoài quách trường. Đã đến 6.000m không trung, hắn cũng không tin vào tại độ cao này Nhật Nguyệt Đế Quốc phương diện còn có thể bố trí ra tinh thần cái chắn. Đã đến độ cao này, coi như là siêu cao thiên không dò xét hồn đạo khí cũng không tồn tại. Nhật Nguyệt Đế Quốc ở bên trên không trung dò xét hồn đạo khí này phương diện năng lực như trước để cho Vũ Hạo âm thản toát ra và tán thưởng. Trên không trung này, hắn ít nhất phải là phát hiện ra 5.000m, còn có không trung dò xét hồn đạo khí. Số lượng mặc dù không nhiều cho lắm, nhưng từng cái thể tích cũng không nhỏ. Hơn nữa, cấu tạo thập phần tinh vi, lớn như không phải là vì hành động lần này, hắn thật sự là muốn trở về nghiên cứu. Lặng yên phiêu, Vũ Hào thứ nhất tìm tới là độ cao 5.000m phi hành bên trong siêu cao thiên không dò xét hồn đạo khí. Hắn lặng yên không một tiếng động quan sát một lát, cảm nhận được đây là một cái gì đó hồn đạo khí.
Đây rõ ràng là vệ tinh hồn đạo khí, chuyên môn dùng để truyền thông tin ra đấy. Thể tích cực kỳ lớn, có thể ở trong 500 dặm này truyền lại các loại tin tức. Chỉ là cách mỗi 100 dặm này, một bố trí một cái hồn đạo khí như vậy là có thể tiến hành siêu viễn cự ly tiêu tin, cho dù là ngoài vạn lý đều là không có vấn đề. Loại vệ tinh hồn đạo khí bản thân cũng không có công thủ lạc lực gì, cũng không có năng lực dò xét xung quanh. Vua Hạ lúc này lặng yên quan sát, sau đó ở trong khe hở này, lặng yên đút vào trong lòng bàn tay lớn mỏ kim loại cũng là hình tròn. Hắn lúc này đây là một phòng hồn ký cùng với tinh thần của nhiều lĩnh vực song trọng mở ra. Hai đại hồn ký thần ký này đều là mở ra đến cực hạn, chỉ là vì dự phóng ngừa vạn nhất, tinh thần dò xét càng là thủy chung bao phủ phạm vi rộng lớn xung quanh, tùy thời chuẩn bị rút lui. Dù sao thì hắn cũng không hoàn toàn tin tưởng tất cả Nhật Nguyệt Đế quốc dò xét hồn đạo khí. Không có bất kỳ biến hóa nào cả, mảnh kim loại thứ nhất này lắp đặt thành công. Sau khi hoàn thành, Vũ Hạo lặng yên lùi về phía sau, quan sát trong chốc lát, lập tức xung quanh tất cả dò xét hồn đạo khí này đều không có bất cứ động tĩnh gì cả. Phía dưới khoảng cách gần hồn đạo khí trận địa này cũng rất an ổn, lúc này đây mới thở phào nhẹ nhõm. Lần thứ nhất liếm thử là trọng yếu nhất, vì hắn kế tiếp hành động thật sự là cơ sở vững chắc. Rất nhanh thì Vũ Hạo ở giữa trời cao di động ra, hắn cũng không sợ phiền toái. 5.000m trong cao không dò xét hồn đạo khí này là khoảng cách xa nhất đấy, nhưng hắn cũng không có gần đến phía trước là đi cho mặt khác hồn đạo khí trận địa lắp đặt các loại mảnh kim loại, mà là ngay tại 5.000m trong cao không này khai tỏ ra ánh sáng lên một lượt thiên không. Tất cả độ cao này không chung dò xét hồn đạo khí đều lắp đặt tốt, sau đó mới là hướng sau phía dưới phi hành, đã đến 4.000m không vực rồi. Vũ Hạo phi hành nhanh chóng, mặc dù rất nhanh, nhưng lúc mà hắn cho tất cả mình đồ trên không, 3.000m đã ngoài vị trí không trung dò xét hồn đạo khí lắp đặt hoàn tất.